Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tìm hiểu đề tài tu tập niệm giác chi. Lần trước các vị đã tìm hiểu tổng quan về thất giác chi, hôm nay các vị lắng nghe tu tập về tu tập niệm giác chi ha. Và chúng ta nói tới chữ tu tập thì phải hiểu đây là pháp hành. Pháp hành là cái pháp mà chúng ta cần phải thực hành, nó mới phát huy tác dụng và chúng ta mới tiếp xúc được sự màu nhiệm của nó. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ nói năng thôi thì đó là pháp học. Thế thì niệm giác chi có mặt khi nào và tu như thế nào để chúng ta thành tựu niệm giác chi? Một người muốn thành tựu niệm giác chi, người ấy phải tu tập bốn gì? Bốn niệm trụ, tức là phải giữ bốn cái niệm ở trong tâm của mình thường xuyên thường trực. Bốn niệm trụ đó là gì? Đó là về thân, về thọ, về tâm, về pháp. Trước tiên, vị này ngồi xuống dùng hiểu biết của mình để chiêm nghiệm từ đầu cho tới chân của mình có 36 tố chất. Đó là lông tóc răng, bụi, cáu, da thịt, gân mạch xương tủy, xương đùi, rồi thận, rồi tim, rồi phổi, rồi gan, rồi mật, rồi ruột, bao tử, rồi mỡ, chất béo, não, mô, mủ, máu, mỡ bụng, rồi nước mắt, mồ hôi, nước mũi, đàm, nước bọt, sanh tạng, thục tạng tức là ruột non, ruột già, và gì là phân, là gì, là nước tiểu. Như vậy đó gọi là 36 yếu tố hình thành nên thân của chúng ta, và nó có đặc tính là dơ bẩn. Cho nên chúng ta quán sự bất tịnh của 36 tố chất hình thành nên thân mạng của chúng ta. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, sau khi quán chiếu đã thấy rõ, nhắm mắt mở mắt nghĩ tới là biết rõ tức khắc. Đây gọi là sự nhanh nhạy, sự viên mãn. Và quán tới khi thấy rõ rồi nhưng tâm không có sinh là tiêu cực, mà hãy nhận thức rằng 36 chất này nó đều hình thành từ 6 yếu tố, đó là địa, thủy, hỏa, phong, hư không và vọng thức. Cho nên quán như vậy gọi là quán giới phân biệt.
Quán tiếp theo là gì? Là quán nữa là quán thân chúng ta. Nó vô thường tấn tốc, cho nên gọi là thân này quá hoạn, là pháp nhanh chóng bị mục rã, không bền chắc, không tồn tại dài lâu. Như vậy trên tuần quán nội thân của chúng ta thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất 36 chất bất tịnh. Bước thứ hai là quán giới phân biệt địa thủy hỏa phong không thức. Và bước thứ ba là quán thân vô thường mục rã nhanh chóng. Được chưa? Đó là cái bước đầu tiên sơ khởi. Để thành tựu niệm giác chi phải bắt đầu từ đó. Rồi có thể một cái hoài nghi nào đó đặt ra. Vậy thì thân mình dơ bẩn, dần thân của người kia sạch hay dơ? Muốn thấy họ dơ thì cũng phải quán thân của họ tuân tự giống như thân của mình. Thân của tất cả hữu tình đều 36 chất dơ bẩn như vậy, cũng đều là địa thủy hỏa phong không thức như vậy, và cũng đều vô thường hủy hoại nhanh chóng như vậy. Nó không phải là nơi mà chúng ta mong cầu có hạnh phúc lâu dài. Đây gọi là quán ngoại thân. Tuần quán nội thân, tuần quán ngoại thân như vậy, và chúng ta xóa đi cái ranh giới của nó bằng phép quán thứ ba. Đó là tuần quán nội ngoại thân cũng giống nhau. Đó gọi là phép quán thân thành tựu. Được chưa? Rồi bây giờ đây, tiếp theo là gì? Thọ, nó là một cảm thọ, cảm giác, đúng không? Cảm giác của chúng ta nó ở trên thân, ở trên tâm. Ở trên thân của chúng ta thì nó có ba trạng thái. Đó là khổ, là lạc, là phi khổ, phi lạc. Có quán chiếu được điều này không? Ví dụ như mình không quán chiếu được thì lúc nào đó mình bệnh á, là mình biết mình sẽ thọ khổ. Rồi hết bệnh mình thấy nó khỏe, đây gọi là thọ lạc. Nhưng có khi thấy mình bình thường, gọi là phi khổ phi lạc. Trên thân mình là như vậy. Thì còn ở trong tâm chúng ta thì sao? Ở trong tâm chúng ta cũng vậy, nó cũng có khổ, nó cũng có lạc, nó cũng có phi khổ phi lạc. Rồi chúng ta lại quán chiếu cái lạc đó nó có vị hay không. Chẳng hạn như chúng ta ăn một đĩa mì xào, chúng ta thích không? Thầy thích. Khi đối bụng gặp đĩa mì xào, đối bụng gặp một cái món đồ ăn khoái khẩu, như vậy mình có thích không? Lúc đó thân được ăn món mì này vào thì nó tăng thêm dưỡng chất, cho nên thân mình bắt đầu thọ lạc. Và tâm mình không chịu sự chi phối của đối làm khổ não nữa, cho nên tâm lúc đó cũng thọ lạc. Phải không hả? Và lúc bây giờ mình có cái say đắm cái vị ngon của đĩa mì đó, thì đây gọi là lạc có vị, đúng không ạ? Lạc có vị, tức là chúng ta tiếp xúc được cái vị của lạc. Rồi có khi mình khổ quá, mình thấy lỗ mũi mình nó khét khét bởi cái khổ, mình cảm nhận được cái khổ nó có vị, người ta gọi là cái vị mồ hôi, vị nước mắt, cái vị đau khổ đó. Ngược lại mình thấy hạnh phúc quá bởi mình thực tập thiền định thì gọi là gì? Là cái vị ngọt của thiền, mà chúng ta gọi là thiền vị. Và người nào nếm được thiền vị, cho nên khi ngồi thiền cổ mình nó ngọt ngọt, đúng không? Nếu như cho rằng mà cổ mình nó ngọt là thiền, đâu cần phải ngồi bỏ viên kẹo nó ngọt liền. Phải không ạ? Cho nên đừng cho rằng giải thích theo kiểu là vị ngọt của thiền là nó ngọt trong cổ.
Nó phải hiểu là nghĩa bóng mà, người ta gọi là nghĩa bóng. Rồi cái vị hay là cái gì, cái lạc không có vị, cái lạc không có vị, nó cũng có cái chữ an vui như vậy mà mình không nếm được cái vị gì, có trạng thái đó mình biết, tức là thấy nó cũng vậy thôi, cũng có lạc đó nhưng mà không tiếp xúc được. Hoặc là có những cái vị lạc mà mình nghiện, mình thích được lạc như vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình ăn một cái món đó, tự nhiên nó thích. Chẳng hạn như cái món mê chua mình thích, và lâu lâu không có món mê chua, tự nhiên cái mình thèm, mình muốn ăn cái món đó. Hay là nghiện bia, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nó có cái gì? Nó có cái nghiện lạc, cái cảm giác đó, nó lạc. Rồi người ta nghiện thuốc lá, người ta chỉ biết làm gì? Người ta viết một bài thơ, người ta viết bài nhạc, người ta nói là đêm từng đêm nhìn khối thuốc bay, bộ điên biết làm gì, ngồi thuốc bay mà nhìn, cứ nhìn chi. chẳng hạn như vậy đó, tức là nó nghiện trong đó đấy, nó nghiện. Thế gian này nó có nhiều cái loại nghiện, và cái tâm mình nó có khi thấy chán không? Chán, đó là xuất ly, là muốn ra khỏi, thấy không hả? Cho nên ở trong cái thọ của mình nó nhiều loại, là thọ khổ, thọ lạc, thọ xá. Rồi cái thọ nghiện lạc, cái thọ gì? Cái thọ vô vị. Rồi cái thọ gì? Cái thọ là cái thọ vị, một trạng thái nhàm chán đó, gọi là vô vị đó. Rồi có khi là cái thọ mà mình nghiện cái lạc đó. Rồi nó lại có khi cái thọ là mình trạng thái là viễn ly đi, từ bỏ, buông bỏ hết. Đây gọi là thọ xuất ly. Có khi nào quán chiếu thấy rõ tâm mình như vậy không? Quán chiếu thân thọ, thân trước của tôi thọ, thọ là một trạng thái quán chiếu tất cả sự tồn tại, mọi cảm giác trên thân và tâm của chúng ta. Phân tích nhỏ ra là như vậy, nhưng tất cả mọi cảm giác trên thân và tâm chúng ta đều biết rõ nó. Tại vì chúng ta thường hay bị lệ thuộc cảm giác. Nếu chúng ta không có nhận biết nó, khi cảm giác nó thích thú khởi lên thì chúng ta sẽ bị nó dẫn dắt. Cái cảm giác buồn phiền khởi lên, nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ chi phối. Và chúng ta lúc đó không phải là ta nữa, mà ta là bị cảm giác đó dẫn dắt, và ta trở thành nô lệ cảm xúc. Người tu là người không bị nô lệ cảm xúc. Cảm xúc nó đến, nó đi, mình biết rõ. Muốn biết rõ thì phải quán chiếu. Muốn quán chiếu thì phải ngồi xuống nhìn nó. Đây gọi là pháp hành. Nắm được chưa? Rồi tiếp theo nữa nghe, tới thân thọ đó. Còn chẳng hạn như bây giờ quán tâm, quán tâm là thấy tâm mình sao? Tâm mình nó có cái gì? Tâm mình nó rộng rãi, tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nó u ức, tâm mình nó chán nản, cái tâm mình nó cái gì? Biết rõ hết. Như vậy thì mình lúc đó chính là trí. Còn cái bị nhận biết kia chính là đối tượng mình thấy nó. Cho nên mình không phải là nó. Thành ra cái buồn, cái chán, cái mệt mỏi của tâm nó không còn là cái vấn đề nữa. Thành ra lúc đó mình rời khỏi gì? Mình rời khỏi cái sự chi phối của nó. Đây gọi là thân, thọ, tâm, và cuối cùng là pháp sinh, pháp diệt, pháp thiện, pháp ác, mọi thứ đều thấy rõ. Pháp pháp tương khắc, pháp pháp tương sinh, pháp pháp tương diệt, nhìn thấy rõ như vậy. Đây gọi là tuần quán thân thọ tâm pháp. Một hành giả, một vị Phật tử phát tâm tu tập, tâm mình thường trú ở trong bốn trạng thái này. Đây gọi là thực hành bốn niệm trụ. Thực hành tới mức viên mãn, thực hành tới mức sâu sắc, thực hành tới mức là nhanh chóng nhận biết, không nhầm lẫn. Đây gọi là thành tựu gì? Thành tựu niệm giác chi.
Niệm giác chi nó phải dựa trên bốn cái phép này để hình thành. Cho nên chữ niệm giác chi này nó không phải là một trạng thái nhớ hay là ký ức nhớ, nó không phải như vậy, mà nó là một cái loại tâm. Khi chúng ta thực tập bốn tuần quán thân thọ tâm pháp thành tựu viên mãn, thì lúc bây giờ niệm giác chi bắt đầu xuất hiện. Do đó cho nên Thế Tôn mới dạy như sau: thánh đệ tử, tức là đệ tử của Phật đó, an trú tuần quán thân nơi nội thân này với đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, trừ bỏ tham ưu thế gian. An trụ tuần quán thân nơi ngoại thân kia với đầy đủ chánh niệm, chánh tri, chánh niệm, trừ bỏ tham ưu thế gian. An trụ tuần quán nơi nội ngoại thân với đầy đủ chánh niệm, chánh tri, trừ bỏ tham ưu thế gian. Ba tuần quán nội ngoại tâm pháp chi tiết cũng như vậy. Đến mức đó, sự quán chiếu đến mức đó, thì Thế Tôn nói rằng lúc đó bắt đầu là chánh niệm xuất hiện. Thành ra Ngài mới dạy là khi tu tập bốn niệm trụ như vậy, tu tập bốn niệm trụ như vậy, lúc bây giờ các niệm, tùy niệm, chuyên niệm, ức niệm, không quên, không mất, không lơ đễnh, sao lãng, tính chất pháp không quên mất, tánh ghi nhớ của tâm tương ưng tác ý chỗ lậu. Nghĩa là lúc bây giờ nó nhớ một cách tự nhiên, nhớ không cần phải dùng ý nghĩ truy tìm nó là gì mới nhớ được, không cần khởi lên nhớ nữa, không cần ai nhắc nhở nó mới nhớ, không vì tham, vì sân, vì si mà nhớ. Nó nhớ một cách tự nhiên là bốn tuần quán như vậy. Tại sao? Bởi vì do cái quá trình nó quen. Nó quen tới mức là giống như chúng ta lái xe về nhà, không có nghĩ rằng ra đường rồi sẽ dùng cái ý là yêu thương quẹt phải quẹt trái như thế nào đó, không cần nghĩ như vậy. Cũng không cần nghĩ rằng là ta phải bế tay lái quẹt phải, mà chúng ta cứ tự nhiên đi về nhà, hiểu không ạ? Và mọi cái gì đó ở trên con đường đó chúng ta đều quen hết. Hôm đó có một cái cây lạ chúng ta cũng biết, hay là có ai sơn cái màu gì lạ chúng ta cũng biết, thì chúng ta quá quen thuộc nó rồi, quen tới mức mà trở thành tự nhiên, trong tâm không còn dùng cái ý gì nữa hết. Đó mới gọi là người thành tựu viên mãn bốn phép quán thân thọ tâm pháp. Và do vậy nó nhớ lên một cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên, và chỉ cần dùng ý nhớ là nó sẽ nhớ. Còn không, tức là không phải nỗ lực, mà cần nhớ là nó hiện ra liền. Mặc dù mình không ở chỗ đó, mình có thể mô tả lại rõ là chỗ đó có cái gì. Nhớ như vậy đó. Chúng ta nhớ rõ chúng ta tim gan phèo phối mỗi thứ thế nào, cảm giác sinh thế nào, khởi thế nào, trụ thế nào, diệt thế nào, biết rõ hết. Tâm mình như thế nào biết rõ hết, thì đây gọi là niệm, hiểu không hả? Và niệm đó mà nó giác biết, nó giác, nó sôi mà, cho nên gọi là niệm giác trì. Hiểu được chữ niệm giác trì chưa? Và cái biểu hiện của nó là tất cả mọi thứ đều hiện ra cách rõ ràng, gọi chung là gì? Niệm căn, tín tấn niệm định tuệ. Thì cái niệm này á, cái niệm này gọi là niệm căn, là cái cơ quan mà nhớ tất cả này, cái chỗ mà có thể là ghi nhớ một cái phân biệt rõ ràng thế này, đây gọi là niệm căn. Còn nếu như mà nói là cái sức mạnh của nó có thể biểu hiện tất cả mọi sự nhớ nhung, không là nhớ lại tất cả, phải nhớ nhung thuộc tình cảm và âm tình. Cái nhớ lại là cái nhớ tại cái chữ nhớ nhung là nó cái ái đó, nó làm tâm mình chìm, nó mềm mại đó, nó bị chìm lụy trong đó, gọi là nhớ nhung. Còn cái nhớ nó là nhớ trí, là cái sự ghi nhớ, sự sáng suốt của trí. Nhớ là ghi lại. Thì cái trạng thái này á, cái sức mạnh này á, gọi là niệm lực, hiểu chưa hả? Như vậy thì cái niệm lực á,
nó phải dựa trên niệm kinh mà xuất hiện. Sau khi tu tập như vậy, nó hình thành niệm kinh, và niệm kinh biểu hiện sức mạnh của nó là niệm lực. Hiểu chuyện niệm lực không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đọc trong lịch sử của Phật giáo, chúng ta nói trường đại học Nalanda bị Hồi giáo tấn công và chỉ có mười mấy người lính của Hồi giáo, mà kết cổ giết hết cả hàng ngàn võ sĩ, cả hàng ngàn nhà thông thái, chết hết. Và chúng ta nói rằng Phật giáo thật là yếu đuối. Tại sao không có tự vệ? Cái pháp của Phật giáo tại sao không phản kháng? Phải không ạ? Nhưng mà ở trong mắt một số nhà học giả trí tuệ Phật học thì người ta nói rằng là vĩnh viễn về sau này trên thế gian này không bao giờ có một hiện tượng diễn ra lần thứ hai như là Đại học Nalanda. Bởi vì Đại học Nalanda đã dạy ra những con người cực kỳ siêu việt. Tại sao như vậy gọi là siêu việt? Mình thừa bản lãnh giết người ta mà mình chấp nhận chết, có ai làm nổi điều đó không? Liên tưởng tới một bài kinh như là Tỳ Lưu Ly mang quân tấn công dòng họ Thích. Đức Phật mặc dầu đã thông hành ra biên giới 3 lần để ngăn cản, nhưng cuối cùng nghiệp lực nó hiển khởi và Phật biết rằng không thể ngăn cản được. Cho nên Phật ngồi yên không có cản nữa. Tỳ Lưu Ly mang quân án ngữ ở xa hoàn thành Ca Tỳ La Vệ. Xạ thủ của dòng họ Thích, họ có thể bắn một cái mũi tên mà người đứng không thấy họ, họ vẫn bắn tới một cách tự tại. Dặn quân của Tỳ Lưu Ly mang đến án binh gian trận và cho mật thám dò la đường xá chuẩn bị cách tấn công thành như thế nào. Thì lúc bây giờ có những cái mũi tên mà đại binh của Tỳ Lưu Ly thấy như là tên ở trên trời rơi xuống, mà xuyên qua tay, xuyên qua tóc, xuyên qua áo, hoàn toàn không làm tổn hại tới da thịt của đại binh. Lúc đó Tỳ Lưu Ly kinh hãi, nghĩ rằng nếu như số mũi tên này mà muốn sát hại ta thì đại binh chúng ta không có một người sống sót. Tức là họ đứng ở đâu họ bắn mà mình không thấy họ, mà họ bắn một cách nhẹ nhàng tự tại tới mức mà những mũi tên như vậy. Cho nên ông mới dừng xuống, ông nghĩ rằng đây chỉ có là thiên binh thôi. Cho nên ông mới cho mật thám điều tra và hiểu rằng đây là tên của xạ thủ họ Thích bắn tới để thị uy. Gừa gớm chưa? Vậy mà lúc đó là Tỳ Lưu Ly mới nghĩ rằng thôi, bây giờ ta rút quân thôi. Họ đã thị uy như vậy, họ đã giằng mặt ta như vậy, họ nói rằng nếu như họ còn muốn giết ta thì ta chết không còn ai hết, thì làm sao mà chúng ta đánh thắng? Cho nên thôi rút quân cho an toàn. Nhưng mà vừa có cái ý rút quân thì cái người cận thần á nói rằng đại vương còn nhớ không, là họ nhục mạ đại vương tới mức nào, lúc 8 tuổi họ mạt sát tới mức nào. Và lúc bây giờ cái lời nhắc đó, lòng căm thù đó, nó khởi bừng bừng lên trở lại, cho ông quyết định tấn công, cho dù chết cũng phải tấn công. Sau đó thì có một chàng thanh niên 16 tuổi dòng họ Thích không chấp nhận cái sự tấn công đó, thành ra anh ta tự ý mở cửa thành và anh ta đánh nhanh. Trong kinh nói rằng là bằng một cái thời gian mà nước bọt được nhổ ra nó khô, trong một thời gian như vậy thôi mà anh hạ sát cái hàng chục đại tướng của Tỳ Lưu Ly. Tức là dũng sĩ của họ Thích, họ thiện xạ, họ thiện chiến tới mức như vậy. Chỉ cái 16 tuổi là xem như là một đứa con nít mà họ tập luyện như vậy. Lúc đó những đại tướng mới gọi rằng là này cậu bé kia hãy đi vào, ngươi không từng nghe rằng
Thế Tôn nói sát hại chúng hữu tình sẽ bị đọa địa ngục hay sao? Cho nên họ mới quay lại, thà rằng chấp nhận chết không sát hại. Như vậy cái ý nghĩ, cái khả năng chứng đắc thọ trì rằng sự sống này vốn là như huyễn, tự thể có một sát na là không, cho nên bản chất của này là huyễn. Nếu như chúng ta tạo thêm một cái nghiệp là sát đạo dâm vọng thì cái nghiệp đó nó sẽ giữ chúng ta ở trong luân hồi và chúng ta sẽ chịu khổ trong đó. Bởi vậy cho nên ta thà mất mạng không tạo thêm bất cứ một cái nghiệp xấu nào. Và họ tự tin rằng mạng sống này có cái hủy diệt đi nữa, nhưng với tuệ tâm trong sáng đó, họ sẽ nhận lấy một cái phước tự nhiên sinh ra trong tương lai. Đó là một sự giải thoát. Và quả nhiên sau đó dân chúng phàn nàn, và đặc biệt là những người trong họ thích nói rằng Thế Tôn đã bỏ chúng ta, Thế Tôn đã bỏ chúng ta. Họ trách chứ, họ trách Phật không có dùng thần lực để che chở cho họ. Nhưng Phật nói nghiệp của họ thích như vậy, như vậy. Tiền nhân của nó như thế nào? Là bởi vì cả cái tộc họ thích này giết hại Tỳ Lưu Ly ở trong một kiếp đó. Cho nên giờ phải nợ cái mạng. Và khi nghiệp nó hướng thịnh lên thì cái nghiệp này phải chịu cảm lấy quả báo. Nhưng rồi nhờ giữ giới thanh tịnh mà dòng họ thích đó sau khi mất mạng hết thì họ sinh lên cõi trời. Họ đều trở thành những vị thiên chúng an lạc trên cõi trời. Còn người ta hỏi, vậy thì Tỳ Lưu Ly có cái tâm sát như vậy chịu quả báo như thế nào? Phật nói tất cả đều bị đọa trong địa ngục A Tỳ sau 7 ngày nữa. Tỳ Lưu Ly không có thể tin được, không ai giết ta, tại sao ta đọa? Không ai giết ta, tại sao ta chết? Cho nên ông mới ra lệnh cho tất cả binh dân canh phòng cuối lửa. Nhưng sau 7 ngày không có động tĩnh gì cả. Thành ra ông mới cho đại binh vào ở trong một cái thung lũng và tổ chức tiệc khao quân chiến thắng. Đó rồi giữa đêm khuya, nghiệp lực chiêu cảm khiến cho những trận mưa ào ạt trên trời đổ xuống. Và nước trên các dòng, trên các dòng thác ào ạt đổ xuống và dâng lên nhấn chìm hết tất cả Tỳ Lưu Ly cũng như là đại binh của ông ta, chết sạch không còn một ai. Và Phật thấy rằng thần thức của họ đều đọa trong địa ngục A Tỳ. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta hiểu như vậy, chúng ta giác như vậy, đấy gọi là sức mạnh niềm tin vào Phật, tin vào lời dạy của Phật. Và đó gọi là gì? Cái niềm tin đó gọi là tín căn. Và nó tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu, và người ta hành động một cách kỳ diệu để tự vỡ và trả nghiệp. Đây gọi là tín lực. Hiểu chưa? Hiểu được lực chưa? Nếu như họ không có Phật ra đời, họ không có tin Phật thì họ không bao giờ họ hành động nổi như vậy. Phải không? À, còn nếu như hạn như bây giờ ai đốt mình á là mình sao? Mình nóng làm sao? Bỏ chạy. Đúng không hả? Nhưng mà vì niềm tin Phật pháp trường tồn, vì niềm tin rằng là cái nghĩa cử cao thượng để đem đến hạnh phúc cho mọi người mà Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu. Và ở trong cái niềm tin đó, nó tạo ra điều kỳ diệu đó mà lửa cháy ngài vẫn ngồi niệm Phật chứ không bỏ chạy như chúng ta. Cho nên chúng ta chưa tu tập thành tựu là tín lực, hay là định, là tín tăng niệm định tuệ, định căn và định lực chưa có. Cho nên biết như vậy rồi nhưng mà vẫn cứ chạy. Tại sao? Bởi vì định lực nó chưa có, cho nên chúng ta chưa ngồi im được. Hiểu không ạ? À? Hiểu tín căn và tín lực chưa? Thì ở đây cũng vậy. Niệm căn là cái những cái như vậy nó tự hình thành, và cái sức ghi nhớ đó, cái sức tháng tỏ đó gọi là niệm lực. Thì chữ niệm giác chi nó tương đương với niệm lực. Cái bản thể của niệm giác chi này á, nó gồm cả niệm căn và niệm lực. Nắm được chưa?
Đó là rồi nếu như nói đến ở trong bát chánh đạo thì nó tương đương với gì? Chánh niệm. Nó tương đương với cái chữ chánh niệm. Và muốn có chánh niệm, người này phải chánh gì? Phải chánh kiến. Rồi chánh gì? Chánh tư duy. Rồi có nói ra là chánh ngữ. Có làm gì đó là chánh nghiệp. Có nuôi thân bạn là chánh mạng. Có siêng là gì? Chánh tinh tấn. Và cuối cùng nó mới đạt được chánh niệm. Như vậy thì chánh kiến là kiến gì đây? Là kiến về bốn tuần quán: thân, thọ, tâm, pháp. Kiến vừa tứ thánh đế. Kiến tứ thánh đế ra thực tập đến thành tựu tứ thánh đế là phải qua thân, thọ, tâm, pháp. Thấy chưa hả? Thành ra tất cả kinh điển Nam truyền, Bắc truyền ở chỗ nào người ta cũng đều dựa vào cái nguyên lý này để người ta thực tập. Đây gọi là pháp hành đó. Bằng chánh niệm ấy, bằng chánh niệm ấy mà các vị hữu học như những gì đã thấy mà tư duy quán sát các hành cho đến chỗ rốt ráo thấy rõ sâu sắc những tai hại trong các hành, tức là cái sự vận hành nó biến hoại, nó mục rửa, nó nhanh tàn lụi như vậy. Chúng ta do không thấy nó cho nên chúng ta cứ đắm chấp ở trong những hình thức hiện tại. Nếu như giờ đây có bác sĩ nào mà khám cho chúng ta biết là ngày mai chúng ta chết, liệu chúng ta có an ổn ngồi học kinh không? Hả? Không học kinh nổi phải không? Là chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ về nhà. Về nhà chúng ta làm gì? Chúng ta chui vô cái xó nào đó chúng ta nằm, hoặc là chui vô cái giường nào đó chúng ta nằm, chúng ta rên, lo phải không ạ? Chúng ta lo. Hoặc là chúng ta cầu mong rằng là chúng ta có đến cho bác sĩ trong bệnh viện nào đó và chúng ta chạy đi trốn cái chết này, nhưng cuối cùng nó vẫn phải chết. Nếu như có dối kéo dài thì thêm 5 ngày, 10 ngày nữa rồi cũng phải chết. Bây giờ các pháp hành nó luôn dẫn tới tận diệt. Đó là một điều tất nhiên. Chúng ta không đắc được cái quả vô sanh. Cho nên ở trong thế giới của tận diệt, thấy được sự nguy hiểm của các hành thành cầu quả vô sanh. Chưa khi nào chúng ta thấy được sự nguy hiểm của nó, chúng ta mới mong thoát ra nó. Nhưng hôm nay chúng ta nghe biết nhưng mà chúng ta chưa ý thức sâu sắc về nó. Thành ra chúng ta chưa thực sự cầu ra khỏi nó. Cho nên chúng ta vẫn còn ở trong quanh quẩn luân hồi. Khi thấy được các hành tai hại như vậy, cho nên mới thấy rõ công đức của Niết Bàn bất tử. Thấy rõ nó nguy hiểm như vậy thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ được là công đức của Niết Bàn bất tử. Mà Niết Bàn là một sự tĩnh lặng, bất tử là bất sanh bất diệt. Vậy thì sự tĩnh lặng này từ đâu mà có? Là từ sự dừng lại. Ở trong nguyện lực chúng ta là dừng lại. Dừng lại là tâm không có rong duỗi theo sáu căn nữa. Mà dừng lại, mà muốn dừng, nó không dừng làm sao? Cho nên mình phải cột đầu nó lại chứ. Cột trong chỗ nào? Cột ở trong giới, trong phạm vi. Cột ở trong đâu? Cột ở trong hơi thở. Cột ở trong hồng danh Nam Mô Di Đà Phật. Cột ở trong những cái phép quán mà mình chọn lựa. Phải cột tâm mình lại một chỗ thì lúc đó nó sẽ ngừng. Và lúc đó sự tĩnh lặng sẽ xuất hiện. Và lúc đó Niết Bàn sẽ sinh ra. Khi Niết Bàn có mặt thì pháp bất tử sẽ có mặt. Nó có thứ lớp phải không ạ? Có đường lối như vậy thì chúng ta cứ vậy làm thôi. Hoặc là chúng ta gì? Chúng ta thấy rõ cái hành nó tai hại như vậy cho nên chúng ta mới cầu quả A-la-hán. Hoặc là chúng ta cầu cái tâm giải thoát. Hoặc là chúng ta tư duy quán sát cho đến chỗ rút ráo.
tư duy, quan sát cho đến chỗ rốt ráo. Muốn tư duy, muốn quan sát thì phải gì? Phải tập suy nghĩ, tập tư duy. Mà muốn tập cho đúng, tác ý cho đúng thì chúng ta phải thân cận thiện sĩ. Không thân cận thiện sĩ thì ai chỉ cho mình cái cách gì, cái chánh pháp để mình nghe? Mà không có chánh pháp nghe, hoặc là nghe không có chăm chú, nghe không có sâu sắc, thì mình tư duy cũng không sâu sắc, không tường tận. Không tường tận thì mình hành động sẽ sai lầm khiếm khuyết. Cho nên chúng ta thấy bốn đại tông chỉ của chúng ta nó hòa quyện mật thiết vào trong đời sống của người tu hành. Và chỉ cần bước lên thực hiện bốn đại tông chỉ thì lúc đó chúng ta sẽ đi vào con đường dự lưu chi. Dự lưu chi là một cái chi phần mà Đức Phật nói là chính hạng siêu việt ở trên thế gian. Đó là chúng ta bắt đầu hướng tới Tu Đà Hoàn Hướng, rồi bước lên Tu Đà Hoàn Hướng, rồi thành tựu Tu Đà Hoàn Hướng là Tu Đà Hoàn Quả. Và tương tự như vậy, sáu đôi sâu nữa, đó là Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đây gọi là chính hạng. Thì các vị ngày hôm nay chưa có đạt được Tu Đà Hoàn Hướng thì ít nhất cũng đang hướng về Tu Đà Hoàn Hướng. Vẫn là một trong chín cái hạng chúng sanh, chúng hữu tình cao quý mà Đức Phật khuyến khích chúng ta. Và Đức Phật nói ai mà cúng dường cho chín cái hạng đó công đức vô lượng. Thành ra chúng ta là Phật tử, thọ nhận sự cúng dường cũng là một dạng công đức cho chúng sanh đó nghe. Tại sao bây giờ chúng ta đang thực hiện cái công hạnh này? Dạ thì ở đây á, các vị thấy nó quan trọng như thế, chúng ta không có nên là nợ hà công ăn việc làm nhiều nữa. Hôm nay chúng ta thấy rõ hơn vô thường tăng tốc. Covid nó quanh quẩn mà chúng ta chưa thấy được là chúng ta quá ư là mù tối, phải không ạ? Vô thường tăng tốc như vậy đó. Thành ra phải trân trọng từng giây từng phút về nhà thực tập, ngồi xuống nhận diện tự thân của mình. 36 chất dơ bẩn rõ ràng nó đang hiện hữu và chúng ta đang sử dụng nó đây, từ đầu cho đến chân. Rồi con người ta cũng vậy, mình đã tanh hôi thì người ta cũng chẳng có thơm tho gì đâu. Và tất cả chúng hữu tình trên thế gian này nó đều là như vậy hết cả. Đó là tuần quán thân bất tịnh như vậy. Rồi thấy rõ địa thủy hỏa phong không thức, đó là bốn tố chất nền tảng để sinh ra tất cả. Sau đó thì sao? Hay sau đó thì nó đều là cái pháp mục rửa nhanh chóng, bởi vì vạn vật vô thường. Thấy rõ chưa? Mà cho rằng nó vô thường như vậy rồi thì tất cả những cảm thọ của nó cũng chẳng có gì đáng để mà chúng ta phải buồn khổ đâu. Cho nên cái vui, cái buồn, cái khổ nó cũng nhanh chóng vô thường, chứ không có việc gì mà chúng ta phải liên tiếc, hoặc là chúng ta cứ nghĩ rằng mình buồn không bao giờ hết buồn. Không bao giờ có chuyện đó. Tại vì ngay tự thân cái buồn kia nó cũng là một cảm thọ vô thường, không cần làm gì cả, để tự nhiên nó cũng hết buồn rồi. Nó là vậy đó. Các vị không tin thầy cứ ngồi im đi, cứ ngồi im hít thở một lát, tự nhiên thấy nó buồn nó không ra nữa, kiếm không ra. Khi nào mà mình đau khổ quá, bây giờ mình dùng cái trí mình ấy, mình nói buồn ơi mi ở đâu chẳng hạn như vậy, mình kiếm thử xem, kiếm không ra đó. Sự thật là vậy chứ không phải rằng là mình thi vị nó đâu. Và nếu như mình thấy nó đang réo riết ra làm mình khó chịu, mình cứ ngồi im đó, mình không chơi nó, không nói với nó 3-4 ngày tự nhiên nó mất à. Tại vì nó vô thường. Vì sao nó vô thường? Bởi vì nó sinh ra. Nó sinh ra là tự nhiên nó diệt à. Tại tự bất cứ một cái gì đã tự sinh ra là tự hủy diệt. Tự thế của nó là như vậy. Thì chúng ta không cần gì phải làm gì hết. Còn nếu như có làm là chúng ta không có chạy theo chơi với nó. Khó lắm nghe. Buồn mà nó nhảy vô á, mà nó nhảy cái điệu rumba nó vô nhà mình á, là tự nhiên là mình đứng dậy là mình nhảy theo nó liền à. Nó là vậy đó. Nó rủ mình đi là bắt đầu là mình buồn theo nó à. Hay là nó giận, nó nhảy vô, nó đốt nhà mình, thế là mình cũng vui theo nó, mình đốt theo. Phải không? Có phải không à? Sao không có? Cơn giận mà nó chạy giờ là lửa cháy mà.
là mình đốt hơn luôn, mình đốt cho cháy cháy tùm lum luôn. Cho nên rõ ràng là cái tâm mình đó, nó vọng theo giới sở như vậy đó, mình bị nó dẫn dắt, mình bị nó thuyết phục và mình làm theo. Thành ra ở đây á, mình tu tập bằng cách là ngồi im xuống. Ngồi xuống, ngồi giống như cái gì? Giống như là núi đá kiên cố, không gió nào lay động. Thì lúc bây giờ mình trở thành là người trí đó. Người trí là cái người an ổn tự tại, không gió nào lay động. Tất cả những cái điều khác tự nó sẽ rơi rớt xuống. Cho nên Phật nói người trí như người phi, bỏ sâu cùng người hèn. Là lúc mà chúng ta ngồi xuống bất động đó rất khó, phải tập. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải làm biếng một chút nha, đừng có siêng quá. Khi buồn nó lại, cái tự nhiên mình siêng đi chơi với nó. Và không những buồn mình đâu, mà mình đi tâm sự cho người ta nghe nữa. Siêng quá, làm đủ thứ hết. Làm biếng chút xíu, ngồi im xuống, nó tới cỡ nó, đừng quan tâm. Nó giận, nó kéo tới cỡ nó cũng chẳng quan tâm. Tại vì sao? Bây giờ tôi làm biếng rồi, tôi không muốn giận, nó mệt quá. Có khi nào các vị có cảm nhận vậy không ạ? Mệt quá. Đó là không phải đâu. Giận không nổi chứ không phải là không giận. Nó khác nhau nha. Tức là cái giận là mình bằng trí. Mình nói tại vì cái cảm xúc này nó tới nó lui, nó nhàm rồi, mình không thèm nữa. Tại vì mình thấy mày cùng lắm mà làm khổ tao, hay là mình làm khổ người khác chút xíu thôi. Nhưng còn mình giận mà mình giận không nổi nó khác. Tức là mình hết hơi. Cho nên nó khác nha. Còn khi mình ăn vô bụng là mình giận được á. Ăn vô khỏe lên là giận lên á. Cho nên Phật dạy là mà ăn cơm mà vì thành đạo nghiệp mà ăn, chứ không phải vì ăn có sức để giận. nó khác nhau phải không ạ? Ăn cơm là Phật nói là tam đời ngũ quán, ý nghĩa hay lắm á. Có khi mình, tại vì ví dụ như bây giờ mà ai đó mà tối mà họ chửi mình một câu á, là mình giận phải không? Nhưng mà mình thỏa mắt con trai á, mà đói bụng quá chẳng không nổi. Cho nên nhờ giữ giới mà tốt hơn phải không ạ? nó như vậy đó. Tức là cái điều này nó vui như vậy, nhưng mà đúng nghĩa. Tại vì chúng ta làm biếng một chút, cho nên gọi là vô sanh mà. Là những việc cần làm đã làm xong, làm cho tất cả mọi thứ nó trở thành vô sanh. Rồi tiếp theo nữa là gì thưa vị? Khi chúng ta quán chiếu tư duy rút ráo như vậy, thì các niệm tùy niệm cho đến sức ghi nhớ của tự tâm tương ưng tác ý vô lậu. Tương ưng tác ý vô lậu là lúc đó là bắt đầu cái trí này nó phát sinh. Cái trí nó phát sinh này á, dần dần nó nhớ. Nếu như mình tu cái cảnh này, nó nhớ tới mức là mình nhớ được kiếp sau. Thầy hỏi các vị là lúc các vị nhớ nhỏ nhất là lúc mấy tuổi? Hả? 3 tuổi ha. Có ai nhớ xa hơn không? Nhớ lại xem là cái lúc mà mình nhớ có cái gì đó mình nhớ lâu nhất trong cuộc đời mình, lúc đó mình mấy tuổi? Hả? Thầy không biết, ví dụ như thầy không biết bao nhiêu, chứ mà thầy nhớ là thầy lúc đó thầy chưa có biết ngồi. Lúc đó mới có lật úp thôi. Không, mới lật úp thôi hả? Là nhớ. Tại vì nhớ có một lần là nó đau bụng sôi ruột, mà biết cái cảm giác đau bụng sôi ruột. Mà mấy người thì họ giúp cho mình làm cái gì đó sau mông của mình, nhưng mà không ai giúp hết. Cho nên là mình ỷ ra không biết nó như thế nào, là quay lại lấy dưa lên coi. Nhớ. Và lúc đó mọi người chạy lại là họ leo, họ chùi, họ rầy đủ chuyện hết. Nhớ rõ là từng cái gương mặt giận rầy như thế nào. Bây giờ nói lại nhớ y chang. Và sau này thầy mới nói mẹ thầy á, thầy nói là cái ngày đó là má nói như vậy đó. Làm gì người ta yên chút mà nói nhiều vậy. Mẹ thầy nói ủa sao còn nhớ lâu chứ vậy. Đó là nó nhớ cái lúc đó ấn tượng như vậy đó. Và sau đó là tự nhiên mọi thứ là nhớ luôn, không có quên cái gì hết. Và nhất là ai nói xấu là nhớ dài lắm. Ai mà mượn tiền mà không trả là nhớ càng lâu hơn nữa. Đó mà ngược lại thì thầy mượn tiền ai thầy hay quên lắm. Nói đùa cho vui, chứ mà thực ra mỗi người mình nó có một cái khả năng nhớ. Thì ở đây là gì? Là cái niệm giác chi. Niệm giác chi có khi á, có khi thực hiện tu tập bằng cách là phục hồi ký ức. Thế là nhớ lại xem
từ sáng mình mới mất ra, mình thức dậy là cái tư thế mình nằm ở trên giường là tư thế như thế nào, nó đang nghiêng, nó đang ngứa hay là đang co ro, và cái cảm thọ là khí hậu nó lạnh, nó nóng hay nó như thế nào. Rồi nhớ kỹ, nhớ tới mức là con người mình á là cái chân nào bước xuống trước, rồi đi rửa mặt như thế nào, mỗi cái động tác vi tế, tay nào trước tay nào sau, hoặc là cái cảm giác nó ngứa chỗ nào, nhớ kỹ luôn, nhớ từng món. Có khi tối lại ngồi nhớ xem thứ là diễn tiến một ngày nó diễn ra như thế nào, nhớ hết. Đây gọi là phép tu phục hồi ký ức. Nhớ tới mức là nhớ dần là nhớ ngày hôm qua, nhớ ngày hôm kia, nhớ trước và nhớ tới cái lúc mà ở trong bụng mẹ luôn. Và nhớ tới lúc là đầu thai và nhớ qua kiếp trước. Hôm nay gọi là cái khả năng chánh niệm nó dẫn tới là chứng được túc mạng thông. Các vị hình dung được chưa hả? Những cái điều này nó có cơ sở khoa học, nó có cách mình thực tập. Nhưng có khi đáng tiếc rằng là nó không phải là vô lậu. Nó không phải vô lậu. Cho nên chỉ khi nào thực tập thuần thục tới mức là lậu tận thông thì lúc bây giờ cái nhớ này nó sẽ thường trực. Còn lúc đó tập thầy cũng đạt được. Nhưng mà cái đạt được này á, thầy biết nó chỉ nằm ở mức là hữu lậu. Cho nên sau khi không tập nó nữa rồi lo việc khác thì nó quên, nó không giữ được. Thành ra Phật không có khuyến khích là chúng ta tu chứng là ngũ thông. Tại vì ngũ thông không phải là năng lực giải thoát, không phải là cái gì to lớn, không phải là cái pháp mà giải thoát khổ đâu. Nó cũng có gì là gơ gớm, chúng ta chỉ có hiếu kỳ tập nó sẽ được như vậy đó. Nhưng thường thường ở thế gian người ta hay xem đó là điều siêu việt. Nhưng trong mắt người tu thì đó là cái chuyện bình thường và tầm thường. Và nếu như đạt được thì cái xem là vớ vẩn, không có gì mà phải đáng để nhắc. Thành ra nhân tiện học hướng dẫn cho các vị nghe về niệm giác chi, thầy cũng nói như vậy để các vị có một chút trải nghiệm thôi. Cho nên bài học hôm nay, đây gọi là một bài học mà giúp cho chúng ta thành tựu tu tập niệm giác chi. Và chúng ta biết rằng khi niệm giác chi được tu tập, được thành tựu thì lúc bây giờ nó sẽ phát huy trạch pháp giác chi. Hiểu không ạ? Cho nên tại sao chúng ta dành một buổi học, một tiết học để trình bày vấn đề này. Chứ còn nếu như Phật pháp căn bản mà các vị học niệm trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả, các vị phân tích, miêu tả nó bằng ngôn ngữ ngang đó thôi á, không bao giờ các vị có thể tiếp xúc được là niệm giác chi. Tại vì cái niệm đó các vị sẽ hình dung nó như là một cái ký ức nhớ lại một cái gì đã diễn ra hết rồi. Và cần nhớ thì nhớ lại, gọi là sức mạnh của nó là hết. Phải vậy không ạ? Như vậy thì các vị không có thể hiểu được là Phật pháp căn bản. Và trong tâm của các vị không có kích hoạt được, không có tiếp xúc được cái trạng thái của niệm giác chi. Cho nên niệm giác chi nó chỉ là ngôn ngữ các vị miêu tả thôi, hoàn toàn tâm các vị không tiếp xúc được. Đây là điểm khác nhau giữa một người truyền trao cho các vị về kiến thức và một người truyền trao về thực chứng. Thầy nhắc lại, sự khác nhau rất nhiều giữa một vị thầy truyền trao về kiến thức và hay là truyền trao về sở học. Truyền trao thật nhiều sở học, các vị thông thái, các vị trở thành những nhà gì, những nhà khoa học, những nhà bác sĩ, gọi là gì, bác học đó, hay là những người mà thành công về cái gì, thành công về bằng cấp, gọi là kiến thức bác học, chứ không phải là tuệ giải thoát. Tuệ tức là trên cơ sở thực chứng nó mới thành. Bởi vậy cho nên chúng ta đi học, chúng ta cần tiếp xúc, và chúng ta thấy đến đây là đã hình thành được niệm giác chi. Rồi tới khi mà hỷ giác chi á, như hôm trước Pháp Hoa thầy phân biệt đó, rồi tới mà hoan hỷ địa của Bồ Tát, nó khác rất nhiều so với cái niềm vui của chúng ta khi chúng ta có được gì đó. Và khổ thay là lâu nay học Phật pháp cứ nói ngay đó hết thôi. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã biết,
Nhưng mà rốt cuộc nó không phát huy được cái gì ở trong người chúng ta. Chúng ta đừng coi thường cái bài pháp này nghe. Tại vì sao? Một vị tỳ kheo mới có thông hiếu và bằng sự gia trì của Phật mà Phật nói rằng là ngươi hãy đọc Bảy Giác Chi cho ta xem. Vị tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, con mới xuất gia học đạo, chỉ nhớ tên gọi mà chưa có thực chứng. Phật nói: được rồi, ngươi hãy đọc lại cho ta xem. Và vị này nói: Bạch Thế Tôn, đây là niệm giác chi. Đây là gì? Là trạch pháp giác chi. Đây là gì? Là tinh tấn. Đây là hỷ. Chỉ nói từng bước ở trong trạng thái thân thể đau yếu bệnh tật. Khi nói xong xả giác chi, vị này hoát nhiên hết tất cả bệnh tật. Bao nhiêu chứng bệnh đang y tự nhiên nó mất. Kỳ diệu không? Và cho nên ai bị bệnh nan y cứ đọc không cần cho mình hiểu. Có hiểu như vậy không? À, mô Phật nghe được hiểu như thế nghe. Đi bệnh viện ở nhà chết chắc đó nghe chưa? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị lột xác, cái giá trị thay đổi, cái giá trị mà nó làm cho cái nghiệp chúng ta nó vơi cạn xuống. Cho nên khi nghiệp nó vơi cạn xuống thì thân thể chúng ta tự nhiên nó cũng khinh an. Và trong sự khinh an nó sinh ra thì tự nhiên các cái quá trình mà trao đổi chất á, cái phục hồi sức khỏe nó nhanh chóng hơn. Và do vậy nó có thể trấn áp được bệnh tật. Đó là một nguyên lý khoa học, đúng không ạ? À, cho nên cái pháp tu nó làm cho mình an, giải thoát, chứng đắc là nó tạo ra sự kỳ diệu như vậy đó. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nguyện đem công đức này Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm ba. Dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.